quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỉnh Đắk Lắk đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão. Hiệu quả của giống nếp thơm Hưng Yên. Bắc Cạn nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Cà Mau đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với diễn biến cơn bão số 8 và tình hình mưa lũ phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã quyết định cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi. Theo đó, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi trú tránh an toàn, rà soát kỹ, kiên quyết không để tàu thuyền neo đậu tại vùng không an toàn, hướng dẫn việc neo đậu, tràng neo và có phương án đảm bảo an toàn về người, phương tiện tại nơi tránh trú, tổ chức neo đậu chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại. Quản trị yêu cầu việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ứng với các tình thế mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Hiện tỉnh Quảng Trị đã có hơn 2.300 tàu cá với trên 7.100 thuyền viên nhận được tin về bão số 8 và đã cho tàu vào các nơi neo đậu tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh và một số địa phương khác. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh mạnh có thể gây ra các đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Do đó, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, vận hành an toàn các hồ chứa, góp phần giảm lũ cho hạ du. Tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động vận hành, điều tiết, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi. Trước khi xả tràn các hồ đập lớn, đơn vị sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để di tản dân vùng hạ du, tránh gây thiệt hại về người. Đồng thời hướng dẫn người dân thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản, bảo vệ sản xuất nông nghiệp theo phương châm xanh nhà hơn xa đồng. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 782 công trình thủy lợi, tổng dung tích lên đến 650 triệu mét khối. Nhiều hồ đập có dung tích lên đến hàng triệu mét khối nước, trực tiếp cấp nước tưới tiêu cho hàng nghìn hecta hoa màu của người dân. Tuy nhiên, tỉnh Đắk Lắk đang có hơn 100 công trình hồ chứa thủy lợi đã bị hư hỏng, nhiều công trình có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Vụ mùa năm nay, giống nếp thơm Hưng Yên tiếp tục được mùa được giá hơn so với các giống lúa nếp khác. Không chỉ gieo cấy đại trà ở Hưng Yên mà còn được gieo cấy trên diện rộng tại các địa phương trong cả nước, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả và giá trị canh tác. Giống nếp thơm Hưng Yên là giống lúa thuần được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên chọn lọc từ quần thể phân ly của giống nếp Yên Mỹ, được công nhận là giống quốc gia năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây là giống có khả năng đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh cao, chất lượng cơm gạo tốt, tôi dẻo, đậm, có mùi thơm. Trong năm 2021, diện tích sản xuất nếp thơm Hưng Yên trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 7.000 ha, chiếm trên 65% diện tích lúa nếp các loại trên địa bàn tỉnh. Sang nông là cấy nếp thơm khoảng tầm 70-80%, mà đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Vì vậy là có các đơn vị thu mua, người ta thu mua ngay sau khi máy gặt, thì bà con này cũng đỡ phải mất công phơi, nên đảm bảo hơn những cái giống lúa khác. Đối với nếp thơm Hưng Yên thì năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Lâm chúng tôi cũng đã triển khai với bà con và với diện tích là được gieo trồng là khoảng gần 100 hecta, và ngoài cái cơ chế hỗ trợ của tỉnh theo chương trình là hỗ trợ 50% giá giống, thì về phía huyện Văn Lâm chúng tôi cũng đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo ban huyện là hỗ trợ thêm 30% giá giống và người nông dân phải đối ứng 20%. Vụ mùa năm 2021, toàn tỉnh gieo cấy gần 4.000 hecta giống nếp thơm Hưng Yên, chiếm trên 50% diện tích lúa nếp, năng suất đạt 60 tạ khô trên 1 hecta. Mặc dù ảnh hưởng của COVID-19, nhưng thóc nếp thơm Hưng Yên vẫn tiêu thụ thuận lợi, giá bán trung bình từ 7.300 đồng đến 8.000 đồng trên 1 kg thóc tươi, thu mua tại ruộng, cao hơn các thóc khác từ 1.500 đồng đến 3.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, năm nay diện tích lúa nếp thơm Hưng Yên đã được mở rộng ra các tỉnh thành phố như Hải Phòng 10 ha, Thanh Hóa 700 ha, Nghệ An 2 ha, Hải Dương 10 ha, Bắc Ninh 5 ha và được nông dân các địa phương đánh giá cao về năng suất, chất lượng, ít nhiễm các đối tượng sâu bệnh hại chính. Nếp thơm Hưng Yên này là nó năng suất và nó đỡ sâu mà nó bằng nó đẹp,
năng suất là tươi là 2 tạ rưỡi, đây là vụ này vụ mùa, còn vụ chiêm phải tầm 3 tạ. Mùa năm nay chúng tôi đầu mùa là chúng tôi bán 68-70 nhưng bây giờ lên đến 75. Thế mà giờ thực ra là cái lượng lúa là thương lái cần rất nhiều, thế nhưng mà đáp ứng còn thiếu. Mặt khác, trong những năm gần đây, giống nếp thơm Hưng Yên, thương phẩm đều được thu mua tươi, người sản xuất không phải phơi sấy nên rất thuận lợi cho việc mở rộng diện tích. Giống nếp thơm Hưng Yên là giống có thời gian sinh trưởng ngắn và đạt năng suất trung bình cao, có mùi thơm, gieo cấy được ở cả 2 vụ. Đây là đặc trưng mà không có nhiều giống lúa nếp thơm có được. Hiện nay gạo nếp thơm Hưng Yên được sử dụng chế biến với lượng lớn, đặc biệt đã được xuất khẩu sang các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Công ty xuất nhập khẩu cà phê Tám Trình, huyện Lâm Hà là một trong 3 doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2021. Đây là đơn vị tiên phong trong sản xuất cà phê sạch chất lượng cao và là nhà cung cấp cà phê sạch theo mô hình cà phê 4C đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng cho công ty Nestle Việt Nam nhằm mang lại giá trị lợi nhuận cho doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cho các nông hộ trực tiếp làm ra hạt cà phê. Để có được nguồn cà phê sạch, công ty Tám Trình đã liên kết với hơn 200 nông hộ tại Lâm Hà tham gia chuỗi liên kết sản xuất cà phê sạch. Với sự hướng dẫn hỗ trợ từ phía công ty, nhiều nông hộ trong vùng đã chuyển hướng dần sang sản xuất hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, nguồn gốc hóa học. Quy trình thu hái cũng được thay đổi với tỷ lệ trái chín đạt trên 95%. Công ty bao tiêu sản phẩm cà phê chất lượng cao với mức cộng 10.000 đồng trên 1 kg so với giá thị trường. Bên cạnh đó, cộng thêm 2.000 đồng 1 kg cà phê nhân so với giá thị trường đối với những hộ nông dân hái cà phê quả chín. Mình là một cái nước mà sản xuất ra cà phê là đứng thứ hai trên thế giới. Thế từ những cái đó thì mình làm sao là để cái khách nước ngoài sang đây người ta phải có một cái hình ảnh về cái chất lượng cà phê nó được tốt. Thì từ lúc đó doanh nghiệp có liên kết với các hộ nông dân để làm ra những cái chính sách cộng thưởng thích đáng để cho bà con nông dân thu được để những cái 100% trái chín. Thì từ cái chất lượng đấy thì là doanh nghiệp đã có được những cái hợp đồng rang xay rất là lớn. Bằng phương pháp chế biến cà phê Hernay, lớp vỏ quả bên ngoài được tách ra và lên men sinh học tự nhiên rồi đem phơi dưới ánh nắng mặt trời trên sàn trong nhà kính nhằm tối ưu hóa độ ngọt của hạt cà phê, làm cho hương vị được đậm đà hơn. Sang cà phê được xem là công đoạn quan trọng nhất trong quá trình sản xuất cà phê bởi nó ảnh hưởng rất lớn tới hương vị và chất lượng của cà phê thành phẩm. Sau hơn 20 năm thành lập, đến nay cà phê Tám Trình đã có mặt trong cả nước và xuất khẩu châu Âu. Mỹ và các nước Đông Nam Á cũng là nhà cung cấp cà phê sạch theo mô hình cà phê 4C đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng cho công ty Nestle Việt Nam. Kết quả kinh doanh luôn tăng trưởng từ 119 tỷ đồng năm 2016 lên 292 tỷ đồng vào năm 2020, trong đó trên 20 tỷ đồng là doanh thu trong lĩnh vực xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương và liên kết tạo đầu ra có hàng trăm nông hộ. Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn đã đạt 9 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là thách thức lớn đối với địa phương để về đích nông thôn mới trong năm nay. Một trong những tiêu chí gặp nhiều khó khăn ở Thanh Thịnh hiện nay đó là tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Trong tổng số 61 nhà tạm, nhà sụt nát, hiện nay xã Thanh Thịnh mới hoàn thành được 15 nhà và vẫn còn 47 nhà cần sửa chữa và xây mới. Đây chủ yếu là những hộ nghèo và cận nghèo. Vì vậy, nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước, sẽ rất khó để họ hoàn thiện xây dựng trong năm nay. Về cái nhà ở khu dân cư cũng là một trong những khó khăn, bởi hiện nay là có 46 nhà. Thì chúng tôi là cũng những nhà này thì cũng về cái các hộ gia đình thì chuẩn bị cái nguồn vốn thì cũng rất là khó khăn, bởi vì là nhà tạm rột nát rồi. Chính vậy là đang chờ cái nguồn xã hội hóa. Giao thông cũng là tiêu chí chưa đạt chuẩn ở xã Thanh Thịnh. Tuy nhiên, hiện nay, ngay sau khi được bố trí nguồn vốn hơn 1,4 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân đã giao cho các thôn, bản khẩn trương thi công với chiều dài gần 2 km. Một điểm tích cực đó là người dân rất đồng lòng, ủng hộ, tham gia xây dựng, sửa chữa những tuyến đường mới nhằm đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Với thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng một người một năm, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Thanh Thịnh đã giảm xuống dưới 7%.
Đây là kết quả tích cực, thể hiện những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để về đích trong năm nay, người dân và chính quyền xã Thanh Thịnh cần những đột phá hơn nữa, đặc biệt là việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế dự kiến sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 95% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên cả nước. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp về kế hoạch năm học mới giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các bộ ban ngành liên quan diễn ra mới đây. Theo thống kê của Bộ Y tế, có 8,1 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Vì vậy, cần loại vaccine đạt điều kiện tiêm cho đối tượng này là Pfizer và Moderna. Trong đó, chủ yếu sẽ tiêm vaccine Pfizer. Tổ vaccine này dự kiến về Việt Nam vào cuối tháng 10. Việc tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sẽ tổ chức tại các trường học dựa theo các cấp học. Với đối tượng từ 3 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đang tiếp tục tham khảo ý kiến chuyên môn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đưa ra định hướng phù hợp. Sau khi phủ vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, dự kiến đầu năm 2022, các em sẽ được quay lại trường học bình thường. Đà Nẵng vừa tổ chức 2 chuyến bay đón hơn 400 công dân là phụ nữ mang thai và bà con có hoàn cảnh khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương. Toàn bộ kinh phí được thành phố này tài trợ. Đây là 2 chuyến bay được Đà Nẵng tài trợ kinh phí để đưa đón các nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai, người đi chữa bệnh đã xuất viện trong 6 tháng gần đây, thân nhân của người đã mất vì COVID-19 về lo tổ chức tang lễ, người già từ 70 tuổi trở lên, nhóm đối tượng lao động tự do có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh, sinh viên, giáo viên và các y bác sĩ đã đi vào chi viện cho miền Nam. Ở thành phố thì mình hơn 5 tháng rồi, được kẹt thì về không được. Chị nay về rất là mừng, gặp gia đình. Tháng mới là cảm ơn rất nhiều, thì cảm ơn rất nhiều những hội đồng hương với lại nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tôi rất cảm ơn. Các ngành chức năng và hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và xây dựng phương án đón công dân về một cách an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh tại địa phương. Trong đợt này, đa số người dân đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Số công dân này sẽ thực hiện cách ly tại nhà. 86 người thuộc diện cách ly tập trung. Tất cả các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giám sát và theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 14 ngày. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn chỉnh phương án tổ chức cho người lao động đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh lân cận. Trừ tỉnh Đồng Nai thì người lao động có thể chạy xe cá nhân đi làm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Long An, Tây Ninh. Cụ thể, xe cá nhân lưu thông từ các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh vào thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng điều kiện khỏi COVID-19 dưới 6 tháng hoặc đã tiêm vaccine COVID-19 ít nhất 1 mũi và sau 14 ngày tiêm. Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 7 ngày. Ở chiều ngược lại, từ thành phố Hồ Chí Minh vào tỉnh nào làm việc, người lao động phải đáp ứng các điều kiện cụ thể với từng tỉnh đó. Đối với cá nhân đi xe máy, chỉ áp dụng đối với người lao động đi lại giữa 2 địa phương giáp danh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Thuận An và Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ thành phố Hồ Chí Minh vào tỉnh Tây Ninh, người lao động phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19 sau 21 ngày hoặc khỏi COVID-19 dưới 6 tháng, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày. Các tỉnh miền Trung cũng đang tiếp tục điều chỉnh biện pháp cách ly và lên phương án đón công dân từ địa phương khác về. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản thống nhất hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch đối với người dân đến thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác. Trong đó, người đi lại giữa Đà Nẵng và Quảng Nam không cần có xét nghiệm COVID-19. Trước khi đến Đà Nẵng, người dân phải đăng ký trên hệ thống trực tuyến trên app Đà Nẵng Smart City hoặc trên web của thành phố và lưu lại mã QR được cấp. Đối với người dân đến Đà Nẵng từ địa phương có dịch, phải có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà 14 ngày. Người từ địa phương không có dịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Riêng đối với người dân đang sinh sống tại Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam phải thường xuyên đi lại giữa 2 địa phương, không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2, chỉ cần có giấy tờ tùy thân hoặc được cơ quan chính quyền địa phương xác nhận thường xuyên đi lại giữa 2 tỉnh thành. Có cam kết trong vòng 14 ngày không đi đến các địa phương khác ngoài Đà Nẵng và Quảng Nam. Đi và về trên một tuyến đường cố định, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng.
Không chỉ vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì ổn định phát triển kinh tế, tỉnh Hưng Yên còn rất quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong đại dịch. Chính sách hỗ trợ gạo không đơn thuần là một miếng khi đói bằng một gói khi no, mà còn là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua 3 đợt hỗ trợ có trên 700 tấn gạo được chuyển đến 14.500 hộ với trên 34.000 nhân khẩu. Đợt 1, các địa phương có dịch COVID-19 được hỗ trợ trên 70 tấn gạo. Đợt 2, tất cả các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ trên 250 tấn gạo với mức 20kg một hộ. Đợt 3 có trên 34.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ trên 345.000 tấn gạo với mức 10kg một người. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ trên 33 tấn gạo cho gần 1.700 hộ trong các khu vực phong tỏa, mỗi hộ 20kg. Hỗ trợ 3 tấn gạo cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trung tâm Tâm Thần Kinh và Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu. Tổng số kinh phí cho tất cả các đợt hỗ trợ là trên 10 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này đã có trên 20.000 người dân Cà Mau đang lao động học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn lân cận đã tự phát quay trở về địa phương. Với số lượng dân trở về quê ồ ạt, tỉnh Cà Mau đã bố trí thêm nhiều khu cách ly mới để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh việc đảm bảo đời sống cho người dân, tỉnh Cà Mau cũng tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly. Đây là khu cách ly tập trung trường Trung học Phổ thông Trần Văn Thời, thị trấn Trần Văn Thời. Nơi đây hiện đang có gần 200 người dân trở về quê tránh dịch đang cách ly. Do công dân về cách ly tập trung tại đây gồm nhiều thành phần khác nhau, nên cũng đã xuất hiện trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Các cái điểm cách ly là mình sử dụng các cái trường học. Thì trong trường học thì những cái điểm trường thì cái điều kiện mà vật chất thì nhiều lúc nó cũng còn khó khăn. Thì cũng có một số ít bà con không đồng tình theo cái vấn đề mà cách ly tại chỗ, quân đội và gia đình. Lực lượng an thị trấn phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng như các tổ trong khu ly để vận động bà con. Hiện tại thì bà con thì ổn định. Tính đến ngày 1 tháng 10 đến nay, trong tổng số hơn 20.000 người về quê, riêng huyện Trần Văn Thời có trên 3.000 người dân trở về quê được bố trí tại 31 khu cách ly tập trung trên địa bàn. Những ngày qua, lực lượng công an luôn có mặt, túc trực canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài các khu cách ly, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong khu cách ly hoặc người cách ly bỏ trốn, tạo nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng. Với số lượng người dân về quê rất đông, tỉnh Cà Mau đã thực hiện theo nguyên tắc nhanh chóng tách người dân tự phát về Cà Mau, không để tập trung đông người, càng thưa càng tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối các chỗ cách ly. Trong đó, lực lượng công an trong toàn tỉnh phải ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp cùng các ngành chức năng bảo vệ an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo quá trình cách ly thực hiện nghiêm túc, tạo sự yên tâm cho người dân sớm hoàn thành để trở về với gia đình. Sau 2 năm thi hành, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ xem xét dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định số 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt nhằm đồng bộ với luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong đó có quy định người sử dụng giấy phép lái xe quá hạn sẽ bị xử phạt lên tới 12 triệu đồng. Cụ thể, trong Nghị định 100 sửa đổi quy định, đối với người để quá hạn giấy phép lái xe dưới 3 tháng sẽ bị phạt từ 5 đến 7 triệu. Quá hạn trên 3 tháng hoặc không có giấy phép lái xe hay sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng. Theo nhiều chuyên gia, mức phạt nâng lên cao như vậy không cần thiết, nhất là hiện nay mọi hoạt động đời sống của người dân đang bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Nhưng trong điều kiện hiện nay, kinh tế đang suy giảm, cũng như là tình hình đại dịch COVID-19 còn rất phức tạp, mà chúng ta đưa ra cái hình phạt tăng lên như vậy, thì theo quan điểm cá nhân tôi là cần phải cân nhắc và có thể chưa phù hợp trong cái điều kiện thực tiễn hiện nay. Chúng ta dùng công nghệ hoặc bằng các giải pháp, bởi vì tất cả những người mà đã quá giấy phép lái xe, quá hạn về giấy phép lái xe thì chúng ta nắm ở trong lòng bàn tay chúng ta, bởi vì chúng ta cấp giấy phép cho ai ngày nào chúng ta biết rồi, và đến ngày nào hết hạn chúng ta biết rồi. Và trên đường chúng ta đi, chúng ta gọi người đấy ta nộp tiền phạt. Nếu như mà người đấy còn hoạt động, là phạt luôn. Không phủ nhận, thời gian qua, việc bổ sung thay đổi nhiều quy định liên quan đến bảo đảm tình hình an toàn giao thông đã phát huy được một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, việc thay đổi các quy định pháp luật cần cân nhắc hết sức kỹ lưỡng đối với mức độ nghiêm trọng theo từng hành vi vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.